Thủ đô Kingston của Jamaica đã nhanh chóng chìm trong biển nước khi cơn bão Matthew, cơn bão được cho là mạnh nhất ở Caribe kể từ năm 2007, tiến gần vào đất liền. Dự kiến bão Matthew sẽ đổ bộ vào bờ biển phía nam Jamaica vào ngày hôm nay, mùng 3 tháng 10, theo giờ địa phương. Theo cơ quan khí tượng Jamaica, vào chiều tối ngày hôm qua mùng 2 tháng 10, tức là rạng sáng ngày hôm nay, mùng 3 tháng 10 theo giờ Việt Nam, bão Matthew ở vị trí cách thủ đô Kingston 475 km về phía đông nam. Ngay lập tức, cơn bão cấp 4 theo thang bão 5 cấp Saffir-Simpson đã gây ngập lụt ở thủ đô Kingston khi nó gây ra những cơn mưa như chút nước. Ở Cuba, người dân cũng đang theo dõi sát sao tin tức và chuẩn bị tốt nhất có thể trước khi cơn bão này ập tới. Theo dự báo, cơn bão có thể sẽ ảnh hưởng tới miền nam bang Florida của Mỹ.